Rồi bây giờ tôi xin chào các bạn. Tôi xin bắt đầu vô cái phần, tại vì tôi giảng cái phần lý thuyết cũng khá là nhiều các anh chị ha. Giờ tôi xin bắt cái phần chuyện của anh đầu dò phân vết trước. Khi mà mình tiếp cận một cái siêu âm đối với cái bụng thì luôn luôn cái đầu dò convex vẫn là cái đầu tiên làm, thấy không? Thì tôi xin các bạn lưu ý, tức là mình phải chỉnh làm sao cho nó chuẩn. Đầu tiên là cái deep, cái độ sâu. Mình sẽ chỉnh cái độ sâu nó vừa phải thôi các anh chị. Rồi cái thứ hai, cái tần số đầu dò. Tần số đầu dò tức là mình chỉnh bây giờ nó là đang là mấy mega hertz đây, hai thôi. Rồi rồi thì cái tiếp cận á là mình sẽ đưa về cái mình hôm nay mình nói về chủ đề đau hố chuột phải, cho nên tôi sẽ đưa về cái hố chuột phải để tôi khảo sát cái gì ha. Đó rồi bây giờ tôi muốn giảm cái deep xuống nữa. Đó đó thì cái gì lưu ý, ví dụ như mình đang đề cập đến cái ruột thừa viêm gì đây, cho tí màu cho em có lo vô. Tôi đang đi tìm cái động từ mạch chậu. Được rồi. Đây. Đây. Bây giờ tắt màu đi ha. Đây. Cái gì lưu ý nè. Vậy thì bây giờ cái ruột thừa thông thường nó nằm ở đâu? Thông thường tôi thường phải điều chỉnh tối ưu trước khi tôi làm tiếp. Cái gì tôi làm tôi thấy cái gì thấy lúc nãy giờ tôi chỉnh về cái độ sâu rất là nhiều, đúng không? Cái thứ hai tôi chỉnh cái focus, đây là cái focus đây. Cái gì thấy trên cái màn hình đó có cái điểm màu cam cam nó di chuyển đó, đó là cái focus đúng không? Thì cái nút cái ngón tay để chỉ cái nút để chỉ lấy cái clip này ha. Đây. Đó thì cái gì lưu ý nè, đây là da mở dưới da, đây cái cơ bụng thành bụng trước nè, đây là cái cơ xoáp thắt lưng chậu ở phía sau nè, đây là cái những cái mô này, đây đây là cái động tĩnh mạch chậu nè, đúng không? Như vậy thì đây là cái khoang bụng nè. Đó, cái khoang bụng này là cái vùng mình tìm cái ruột thừa viêm nó nằm trong bụng này. Đúng không? Hiện tại tôi thấy bụng em này, tại vì em này em gái cho nên nó có một ít dịch. Một ít dịch thì nó không có nghĩa là đối với đàn ông mà có ít dịch như vậy là nguy hiểm cái gì ha. Ở đây có ít dịch thì không có nghĩa là có bệnh lý đâu đối với phụ nữ, đúng không? Như vậy cái vùng mình cần quan tâm là mình đi tìm thông thường. Nếu mà ruột thừa nó nằm đúng vị trí thì cái vùng mình cần tìm là cái vùng này. Đó. Ấy da, rồi. Sẵn đây thì tôi sẽ kiểm tra về phía để tử cung phần phụ luôn. Em làm xếp với tôi chút em. Xếp với tôi chút ha, rồi. Đây là một cái thách thức khi mình làm của phụ nữ khi mình làm siêu âm qua đường bụng. Bởi vì cái tử cung này nó ngã sau. Thấy không? Tử cung này nó gập sau cho nên là rất là khó nhìn. Đó, đây là cái nội mạc tử cung này. Đây là cái đáy tử cung này. Cái gì thấy dịch ở tử cung nó bao quanh cái tử cung đây. Đây là cái vùng cổ tử cung, đây là cái âm đạo. Cái gì thấy nó có một số cái nabot vùng cổ tử cung. Ok ha. Còn đây mình có đây là cái bàng quang. Đó. Rồi bây giờ mình cắt ngang. Cắt ngang thì cố gắng tôi tìm luôn cái buồng trứng phải, bởi vì cái gì đó một trong những cái bệnh lý mà mình gặp rất là bệnh nhân có thể đau hố chuột phải như trong bài mình thấy đó, nó có thể là kết hợp với một cái xoắn buồng trứng nữa, đúng không? Để ấn hơi đau thì bên phải không có rõ nhưng mà bên trái tôi thấy nó có một cái cấu trúc nang, cấu trúc nang. Cái ca này tôi chưa có làm trước khi tôi hướng dẫn demo cho các anh chị trên đây. Nhưng mà rõ ràng là bên bên trái này nó có một cái cấu trúc nang nè. Cấu trúc nang này hình bầu dục.
không có vách ngăn. Cạnh nó cũng là, cho màu có thể coi, cạnh nó là động tĩnh mạch chậu, đúng rồi. Đó, cái gì thấy để cho nó nhạy màu á, thì cái gì thấy là mình sẽ điều chỉnh cái scale nha. Cái gì thấy trên đây á, là đối với mô mềm á, nói chung á, cái gì thấy đó 17 6.6 như vậy là nó hơi cao, mình giảm cái scale xuống, thấy không? Đối với mình giảm từ đó như như vậy là từ 3.1 cho đến 5 cm trên dây thì nó nhạy hơn, nhưng mà đồng thời lúc đó nó sẽ rất là dễ bị xuất hiện sào ảnh do chuyển động, thấy không? Để lúc đó thì mình giảm bớt cái gain xuống đó. Mình thấy cái gì thấy rằng lúc đó thì những cái mạch máu nhỏ nè, nó cũng có tín hiệu rất là rõ, ok ha. Rồi, một trong những cái mình đừng có quên, tức là mình sẽ đây, tôi chuyển qua cái đầu dò. Đầu dò là như cái probe mạch cơ, nó là chuyển qua cái đầu dò linear của mình, tần số nó từng bao nhiêu em? Dây số nó là một dải tần số, tức là tần số trung tâm là 10 MHz. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh từng cái một, cái gì ha. Rồi đó, mình sẽ chỉnh ví dụ như tay cắt xuống hố chậu bên phải đó, thì mình sẽ thấy rằng là sẽ chỉ từng cái một ở mũi tên. Đây là da mở dưới da, đây là cái cơ thành bụng trước, đúng không? Đây là cái cơ xoáp, đây là cái động tĩnh mạch chậu, và cái vùng ruột thừa nếu có là nó nằm trong cái tam giác này đó. Và tôi vẫn khuyến cáo là cái gì nên làm từ cái đầu dò convex rồi chuyển qua đầu dò linear, chứ các bạn đừng có nhảy ngay vô cái đầu dò linear. Bởi vì cái đầu dò convex nó có một cái trường nhìn rộng và nó sẽ giúp mình có một cái phán đoán tốt. Và nhiều khi có nhiều trường hợp á, mình làm á, là ngay ở trên cái và hai cái lắc á, các bạn là cái gì lưu ý nè, mình cắt ngang cái vùng hố chậu phải và sau đó khi mình thấy được cái hình bia rồi thì mình xoay dọc lại để chẩn đoán, thấy không? Thì lúc đó mình sẽ chẩn đoán tốt. Còn trường hợp này không có viêm ruột thừa thì tất nhiên là mình chỉ thấy là ruột nó nhu động thôi. Và nhắc lại, những cái gì nhúc nhích thì chắc chắn không phải là ruột thừa. Những cái gì mà nó không nhúc nhích, đè ép không sẹp thì lúc đó nó mới là ruột thừa viêm, đúng không? Rồi, một trong những cách tiếp cận là cái gì phải tiếp cận bên hông nè. Khi mà cái gì nghĩ cái viêm ruột thừa sau manh tràng đó, là cái gì phải tiếp cận cái đường bên hông là cái đường này. Và cái đường này thì cái gì nên nhớ là mình phải tăng cái độ sâu xuống. Đó, cái gì thấy rằng là lúc này thì mình mới thấy được cái trong khoang bụng nè. Đây, tôi chỉ cái mũi tên cho. Đó, rồi đó, đây là mở dưới da nè, đây là cái cơ thành bụng nè, thấy chưa? Và đây là cái khoang bụng nè. Thì nếu mà viêm ruột thừa cấp nó manh tràng thì mình đi tìm nó ở khúc này đó, thì lúc đó mình sẽ chỉnh cái deep, nhưng mà mình chỉnh vừa phải thôi, bởi vì cái deep nó càng, cái độ sâu nó càng sâu thì lúc đó là cái tốc độ xử lý hình ảnh nó sẽ càng chậm lại đó. Dạ, một trong những cái này là cái gì lưu ý rằng là những cái trường hợp mà nó có dịch ổ bụng á, là mình phải kiểm tra cái khoang Morrison. Thì cái kiểm tra khoang Morrison là bởi vì nhiều khi bệnh nhân đến với mình với một cái thai ngoài nó vỡ, đúng không? Thì cái khoang Morrison là cái khoang này đó. Nếu mà chỉ có dịch ở túi cùng không thôi, không có dịch ở khoang Morrison, tức là máu ổ bụng lượng ít. Còn nếu mà vừa có dịch ở túi cùng rồi mình làm cái siêu âm đầu dò, mình thấy dịch ở cái khoang Morrison này, cái gì thấy tôi để cái lát cắt như thế này, thấy không? Mình thấy phía trên là gan, phía dưới là thận, đúng không? Thì cái khoang Morrison này nếu có dịch thì phải, nếu mà phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến với mình đau hố chậu phải cấp mà mình làm thấy dịch ở trong khoang Morrison này thì coi chừng là cái thai ngoài nó vỡ, hoặc là một cái nang hoàng thể nó vỡ, nó cũng thể gây nên cái dịch. Nếu mà lượng vừa đến lượng nhiều thì sẽ thấy dịch ở đây. Ok, tốt ha. Dạ, do cái chủ đề hôm nay thì mình chỉ đề cập đến đầu hố chậu phải, cho nên mình sẽ demo chuyện đó.